Sau đây mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách uproom Oppo R1011 qua thẻ SD. Mình sẽ vào trang chủ. Đây là link tải chính thức. Đây là link hướng dẫn cài đặt. Sau khi tải về, chúng ta sẽ cấp vào thẻ nhớ. Giữ phím giảm âm lượng và phím bật nguồn. Factory Modern, mình sẽ bỏ tay ra. Đầu tiên chúng ta sẽ xóa hết dữ liệu. Yes, vào thẻ SD. Form. Đây sẽ có hai phiên bản, vừa xong là phiên bản R2001. Mình đã làm xong, đây là phiên bản R1011. Mình sẽ chọn Yes. Cái gì ạ? Tên nhà ạ. Cái này sửa có đắt không anh? Sửa chân chả. 3 nghìn đồng.
học hết rồi. Cao su như thế lại không còn rồi em ạ, còn lại bình tân như này. Cắm sẵn rồi. Vâng. Hồi trước nó lỏng lỏng như bây giờ là được. Quyển dưới kia, cuốn dưới kia của tên nhau. Chập chân sạc mất rồi. Dạ. Cái này em chập chân sạc rồi.
với lại máy Z2 của Samsung Z2. Mình nên mua một cái điện thoại, mình nên mua lại nhỉ?